Rồi vào được rồi. Mới có 13 người, 15 người. Xin mời cộng đoàn chúng ta quỳ. Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho con một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm vừa qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây, xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hóa và che chở đoàn con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Trích sách tiên tri Isaiah: Này tôi tớ ta sẽ được ca vinh, sẽ vinh năng tấn thác, cao cả tuyệt vời. Cũng như nhiều người đã kinh ngạc vì thấy người tàn tạ mất hết vẻ người, dung nhan người không còn nữa. Cũng thế, muôn nhân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người, vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình chưa hề được nghe. Ai mà tin được điều chúng ta nghe,
và Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một trời non, như một rễ cây từ đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài để chúng ta yêu thích, bị người đời khinh rẻ như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh rẻ. Bởi đó, chúng ta không kể chi đến người. Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhục khổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chim cừu, mỗi người một ngã. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta. Người hiến thân vì người tình nguyện, và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người xén lông, người thinh lặng chẳng hé môi. Do vướng mắc và án lầy, người đã bị tiêu diệt. Ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa? Bởi vì người đã bị khai trừ khỏi đất người sống vì tội lỗi dân ta. Ta đánh phạt người, người đã định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác. Nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang, mặc dầu người đã không làm chi bất chánh, và bị người không nói lời gian dối. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn. Và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ với khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông tiếp, tôi tớ công chính của ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó, ta trao phó nhiều dân cho người, người sẽ chia chiến lợi phẩm với người hùng mạnh. Bởi vì người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân, người đã mang lấy tội của nhiều người và đã cầu bầu cho các phạm nhân. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Công đáp: lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tôi khổ. Vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con mơ tan tâm hồn trong tay Chúa. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin
lòng chư vị hay can trường mạnh bao. Hết thầy chư vị là người cây trong ở Chúa. Lạy Cha, con có linh hồn con trong tay Cha. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, chúng ta có một vị thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chứ không phải chúng ta có thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng rơi lệ, dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đấng có thể cứu mình khỏi chết. Và vì lòng thành kính, người đã được nhậm lời. Dầu là con Thiên Chúa, người đã học phân phục cho những đau khổ người chịu. Và khi hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến trên và trên trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Bài thương khó Đức Giêsu Kitô cho chúng ta theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Cherom. Ở đó có một khu vườn. Người vào đó cùng với các môn đệ. Giuđa tên phản bội đã biết rõ nơi đó, vì Chúa Giêsu thường đến đấy với các môn đệ. Nên Giuđa dẫn tới một toán quân cùng với vệ binh do các thượng tế và việc phái cấp cho. Nó đến đấy với đèn đuốc và khí giới. Chúa Giêsu đã biết mọi sự sẽ xảy đến cho mình, nên người tiến ra và hỏi chúng: các ngươi tìm ai? Chúng thưa lại: Giêsu Nazareth. Chúa Giêsu bảo: ta đây. Giuđa là kẻ định nộp người cũng đứng đó với bọn chúng. Nhưng khi người vừa nói ta đây, bọn chúng giật lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng: các ngươi tìm ai? Chúng thưa: Giêsu Nazareth. Chúa Giêsu đáp lại: ta đã bảo các ngươi rằng ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói: con chẳng để mất người nào trong những kẻ Cha đã trao phó cho con. Bấy giờ Simon Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt tay bên phải. Đầy tớ ấy tên là Marco. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng: hãy xỏ gươm vào bao, chén Cha ta đã trao, lẽ nào ta không uống? Bấy giờ toán quân, trưởng toán và vệ binh của người Do Thái bắt Chúa Giêsu trói lại và điều người đến nhà ông Anna trước, vì ông là nhạc phụ của Caipha, đương làm thượng tế năm ấy. Chính Caipha là người đã giúp ý kiến này cho người Do Thái, để một người chết hay cho cả dân thì lợi hơn. Còn Phêrô và môn đệ kia vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ sau này quen vị thượng tế nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế, còn Phêrô đứng lại ngoài cửa.
Vì thế, môn đệ kia là người quen với vị thượng tế, nên đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Cô nữ tỳ gác cửa liền bảo Phêrô: "Có phải ông cũng là môn đệ của người đó không?" Ông đáp: "Tôi không phải đâu. Đám thủ hạ và vệ binh có nhóm một đống lửa và đứng đó mà sưởi vì trời lạnh." Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế hỏi Chúa Giêsu và về môn đệ và giáo lý của người. Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ. Tôi thường giảng dạy tại hội đường và trong đền thờ, nơi mà các người Do Thái thường tụ họp. Tôi không nói chi thầm lén cả. Tại sao ông lại hỏi tôi? Ông cứ hỏi những người đã nghe tôi về những điều tôi đã giảng dạy. Họ đã quá rõ điều tôi nói." Nghe vậy, một tên vệ binh đứng đó vả mặt Chúa Giêsu mà nói: "Anh trả lời vị thượng tế như thế ư?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu ta nói sai, hãy chứng minh điều sai đó. Nếu ta nói phải, thì tại sao anh lại đánh ta?" Rồi Anna cho giải người vẫn bị trói đến cùng vị thượng tế Caipha. Lúc ấy Phêrô đang đứng sưởi, họ bảo ông: "Có phải ông cũng là môn đệ người đó không?" Ông chối và nói: "Tôi không phải đâu." Một tên thủ hạ của vị thượng tế có họ với người bị Phêrô chém đứt tay cãi lại rằng: "Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn cùng với người đó sao?" Phêrô lại chối nữa, và ngay lúc đó gà liền gãy. Bấy giờ họ điều Chúa Giêsu từ nhà Caipha đến pháp đình. Lúc đó tảng sáng và họ không vào pháp đình để khỏi bị dơ bẩn và để có thể ăn lễ vượt qua. Lúc ấy Phi-la-tô ra ngoài để gặp họ và nói: "Các ngươi tố cáo người này về điều gì?" Họ đáp: "Nếu hắn không phải là tay gian ác, chúng tôi đã không nộp cho quan." Phi-la-tô bảo họ: "Các ngươi cứ bắt và xét xử theo luật của các ông." Nhưng người Do Thái đáp lại: "Chúng tôi chẳng có quyền giết ai cả." Thế mới ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói trước: "Người sẽ phải chết cách nào?" Bấy giờ Phi-la-tô trở vào pháp đình, gọi Chúa Giêsu đến và hỏi: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?" Phi-la-tô đáp: "Ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã giao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nước tôi không thuộc chốn này." Phi-la-tô hỏi lại: "Vậy ông là vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi." Phi-la-tô bảo người: "Chân lý là cái gì?" Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ: "Ta không thấy nơi người này có lý do để khét án. Nhưng theo tục lệ các ngươi, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một tù nhân vào dịp lễ vừa qua. Vậy các ngươi có muốn ta phóng thích vua Do Thái cho các ngươi không?" Họ liền la lên: "Không phải tên đó, nhưng là Ba-ra-ba." Ba-ra-ba là một tên cướp. Bấy giờ Phi-la-tô truyền đem Chúa Giêsu đi mà đánh đòn người. Binh sĩ kết một triều tiên bằng gai nhọn đội lên đầu người, và chúng mặc cho người một áo choàng đỏ. Rồi chúng đến gần người và nói: "Tâu vua Do Thái!" Và vả mặt người. Phi-la-tô lại ra ngoài và nói:
Đây ta cho dẫn người ấy ra ngoài cho các ngươi, để các ngươi biết rằng ta không thấy nơi người ấy một lý do để kết án. Bấy giờ Chúa Giêsu đi ra, đội mão gai và khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo họ: này là người. Vừa thấy người, các thượng tế và vệ binh liền la to: đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Phi-la-tô bảo họ: để các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông vào thập giá, phần ta không thấy lý do nào kết tội ông. Người Do Thái đáp lại: chúng tôi đã có luật, và theo luật đó nó phải chết, vì nó tự xưng là con Thiên Chúa. Nghe lời đó, Phi-la-tô càng hoảng sợ hơn. Ông trở vào pháp đình và nói với Chúa Giê-xu: ông ở đâu đến? Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lại câu nào. Bây giờ Phi-la-tô bảo người: ông không nói với ta ư? Ông không biết rằng ta có quyền đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao? Chúa Giê-xu đáp: quan chẳng có quyền gì trên tôi nếu từ trên không ban xuống cho. Vì thế nên kẻ nộp tôi cho quan mắc tội nặng hơn. Từ lúc đó Phi-la-tô tìm cách tha người, nhưng người Do Thái la lên: nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung thần của Caesar. Vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Caesar. Phi-la-tô vừa nghe lời đó, liền cho điều Chúa Giê-xu ra ngoài. Rồi ông lên ngồi tòa xử nơi gọi là nền đá, tiếng Do Thái gọi là Gabata. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu ngày chuẩn bị lễ vượt qua, Phi-la-tô bảo dân: đây là vua các ngươi. Nhưng họ càng la to: giết đi, giết đi, đóng đinh nó đi. Phi-la-tô nói: ta đóng đinh vua các ngươi ư? Các thượng tế đáp: chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar. Bấy giờ quan giao người cho họ đem đóng đinh. Vậy họ điều Chúa Giê-xu đi, và chính người vác thập giá đến nơi kia gọi là núi sọ, tiếng Do Thái gọi là Golgotha. Ở đó họ đóng đinh người trên thập giá cùng với hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Chúa Giê-xu thì ở giữa. Phi-la-tô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thập giá. Bảng mang những hàng chữ này: Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Nhiều người Do Thái đọc được bản đó vì nơi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bản viết thì bằng tiếng Do Thái, Hy Lạp và Latin. Vì thế các thượng tế đến thưa với Phi-la-tô: xin đừng viết vua dân Do Thái, nhưng nên viết: người này đã nói ta là vua dân Do Thái. Phi-la-tô đáp: điều ta đã viết là đã viết. Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập giá rồi, thì họ lấy áo người chia làm bốn phần, cho mỗi người một phần. Còn cái áo dài là áo không có đường khâu, đang liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau: chúng ta đừng xé áo này, nhưng hãy rút thăm xem ai được thì lấy. Hầu ứng nghiệm lời Kinh Thánh: chúng đã chia nhau các áo ta và đã rút thăm áo dài của ta. Chính quân lính đã làm điều đó. Đứng gần thập giá Chúa Giê-xu, lúc đó có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria, vợ ông Clopas, và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giê-xu thưa cùng mẹ rằng: hỡi bà, này là con bà. Rồi người lại nói với môn đệ: này là mẹ con. Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình. Sau đó, vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa Giê-xu nói: ta khát. Ở đó có một bình đầy giấm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy giấm cắm vào đầu ngành cành hương thảo, đưa lên miệng người.
Khi đã nếm giấm rồi, Chúa Giêsu nói: mọi sự đã hoàn tất. Và người gục đầu xuống, chút hơi thở cuối cùng. Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát là ngày đại lễ nên người Do Thái xin Phi-la-tô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với người. Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giê-xu, họ thấy người đã chết nên không đánh dập ống chân người nữa. Tuy nhiên, một tên lính lấy ráo đâm cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật, để cho các người cũng tin nữa. Những sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: người ta sẽ không đánh dập một cái xương nào của người. Lời Kinh Thánh khác rằng họ sẽ nhìn xem đấng họ đâm hôm qua. Sau đó, Giuse người xứ Arimathea môn đệ Chúa Giêsu, nhưng thầm kín vì sợ người Do Thái, xin Phi-la-tô cho phép cất xác Chúa Giêsu. Phi-la-tô cho phép và ông đến cất xác Chúa Giêsu. Nicodemo cũng đến. Ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông đem theo chừng 100 cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương. Họ lấy xác Chúa Giêsu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc thơm theo tục khâm liệm người Do Thái. Ở nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh có cái vườn, và trong vườn có một ngôi mộ mới chưa chôn cất ai. Vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do Thái và ngôi mộ lại rất gần, nên họ đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, tâm điểm của phục vụ ngày thứ sáu tuần thánh là thập giá của Kitô. Nhìn vào thập giá, chúng ta thấy gì? Trước tiên với con mắt của người trần, chúng ta thấy sự dữ, sự ác và sự khốn cùng. Đối với người Do Thái, nhìn vào thập giá, họ cho đó là một sự sỉ nhục, bởi vì đó là cái chết dành cho những kẻ tội nhân, những kẻ gian phi, những tên trộm cướp. Đối với người Hy Lạp, nhìn vào thập giá, đó là một sự điên rồ, là một sự ngu dại. Nhưng đối với những người đón nhận đức tin và sống đức tin, nhìn vào thập giá, đó là một niềm hãnh diện, đó là một niềm tự hào, bởi vì nơi thập giá tuôn trào ơn cứu độ. Nơi thập giá chúng ta được nhận biết chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương cứu thoát và ban ơn chữa lành. Nhờ thập giá mà chúng ta được nối kết Thiên Chúa với con người, được sự giao hòa và ân sủng tràn đầy Thiên Chúa tu ban cho mọi người chúng ta. Không phải chăng chúng ta biết rằng ở Việt Nam một dòng tu rất là lớn, mạnh và đông các tu sĩ, dòng nữ được gọi là dòng Bên Thánh Giá. Các nữ tu đã chọn lựa đi con đường mà đứng sáng lập, đã cảm nghiệm, đã nhận biết niềm vui, sự hãnh diện, sự tự hào, đó là thập giá Chúa Kitô. Và chắc chắn lãnh đạo của nhà dòng
phải sấy mạnh vào đời sống tu trì tình yêu của tập giá Chúa Kitô, để từ đó các sơ có thể hướng đến việc phụng sự Chúa bằng tâm tình yêu mến nơi hạ nhân. Và chắc chắn đó là điều mà tất cả người chúng ta được mời gọi. Đây là niềm hạnh diện tự hào của tất cả người chúng ta nếu chúng ta được mời gọi nhìn lên thập giá để chúng ta thấy ơn cứu độ ban cho chúng ta. Vâng, ơn cứu độ đó ban cho chúng ta khi chúng ta nghe được lời Chúa trong bài đọc 2. Chúng ta được nghe con Thiên Chúa đã bày tỏ sự vâng phục, Ngài đã tự nguyện chọn lựa cái chết, sự đau khổ và sự chết trên thập giá để bằng sự vâng phục của Ngài mà Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ cho những ai tùng phục Ngài. Nhờ cái thập giá mà Chúa chữa lành cho chúng ta. Chúng ta nhìn lại ngày xưa nơi vườn địa đàng, cây trái cấm đã trở nên biểu tượng của sự dữ, sự ác và sự cách ly giữa Thiên Chúa với con người. Khi mà Adam và Eva bằng sự kiêu ngạo, bằng sự bất tuân, bằng lòng ích kỷ và tham vọng riêng muốn cho bằng được Thiên Chúa, đã hái trái cấm và vì thế mang lại tội cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho cả dòng dõi nhân loại. Nơi thập giá của Kitô, một cây khác được dương cao trên đồi Golgotha, con Thiên Chúa là người bằng sự vâng phục, bằng sự khiêm nhường, dâng lên Thiên Chúa Cha và lòng yêu mến tha thiết cho nhân loại, đã mang lại hoa trái của ơn cứu độ, của tình yêu, của lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Nên nhìn ngắm vào cây thập giá của Đức Kitô, chúng ta với đức tin không nhìn đó là một sự điên dại, một sự khờ khạo, một sự sỉ nhục, nhưng mà chúng ta với đức tin mời gọi khám phá và đón nhận những hoa trái của tình yêu, của sự dịu ngọt, của sự nâng đỡ, sự an ủi và ân thánh Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Nhờ thập giá mà chúng ta được nhận biết tình yêu của Thiên Chúa, nhờ thập giá mà chúng ta cảm thấy sự phù vân của cuộc đời trần thế, nhờ thập giá chúng ta học hỏi để mà dẹp bớt đi tính kiêu ngạo, những sự tự ái của chúng ta, nhờ thập giá mà chúng ta dẹp bỏ bớt đi những sự tham lam, những sự gian dối ích kỷ của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết những hệ lụy của ích kỷ, tội lỗi, gian dối và lòng tự ái đã gây nên những sự khốn đốn, gây nên những sự bất hòa, gây nên những sự bất hạnh, gây nên những tổn thương ngay trong gia đình của mình, tập đoàn của mình, nơi công nghiệp, nơi xí nghiệp, nơi công ty, nơi hãng xưởng, tiệm quán, nơi thế giới của ngày hôm nay. Mà chúng ta thấy đó là bạo lực, là chiến tranh, là sự thù hằn, là sự ích kỷ, là những sự em pha, là những sự đạp đổ lẫn nhau. Nhưng mà nhìn vào thập giá, chúng ta được mời gọi đón rước hoa trái của lòng yêu mến, của sự hòa giải, của sự tha thứ, của sự dịu ngọt, bởi vì Chúa ban cho chúng ta sức mạnh nối kết, gắn kết với sự hiệp thông và Chúa Kitô để chúng ta có thể quyết tâm và dốc quyết làm điều thiện ích, sống yêu thương, sống phục vụ, sống hy sinh, sống tha thứ. Nên nên cần thập giá đó dương cao trên mọi nóc nhà thờ. Cái thập giá đó được dựng lên trong một cung thánh của các nhà thờ. Cái thập giá đó được dựng lên tới bàn thờ của các nhà. Và cái thập giá đó cũng được nhắc nhở cho mọi người chúng ta bắt đầu mỗi giờ kinh phục vụ, bắt đầu mỗi giờ kinh, chúng ta cũng làm dấu thánh giá. Xin Chúa ban ơn soi sáng, xin Chúa ban ơn chữa lành, xin Chúa ban ơn gìn giữ bảo vệ chúng ta khỏi quyền lực của ác thần, của sự dữ, và thánh hóa chữa lành cho chúng ta để chúng ta có được sự thờ phượng sốt sắng hơn và sự mạnh sức để chúng ta làm những điều thiện ích theo thánh ý của Thiên Chúa và sự bền đỗ thực hiện những điều Chúa muốn dạy cho mỗi người chúng ta. Đến nơi thập giá chúng ta được mời gọi chiêm ngắm
như là bài đọc một Chúa đã nói với chúng ta, nhờ sự đau khổ của người tôi chung Thiên Chúa, nhờ Ngài gánh vác tật nguyền của chúng ta, nhờ Ngài bị đánh đập mà chúng ta được chữa lành. Nên tất cả những gì chúng ta có thể đón nhận ân sủng yêu thương cứu độ của Chúa, và tất cả những bài học giáo huấn mà chúng ta có thể tiến bước thăng tiến trong đời sống đức tin người Công giáo và người môn đệ đích thực Chúa Kitô, Chúa mời gọi mình chúng ta hãy chiêm ngắm nơi thập giá Chúa Kitô, hãy sống, hãy ôm ấp và hãy thực hành giáo huấn của Ngài. Và chúng ta được biết Chúa ban cho chúng ta ân sủng yêu thương nơi thập giá Chúa Kitô, và nơi thập giá đó Chúa cũng để lại cho chúng ta gương sáng, sự nâng đỡ và sự trợ giúp cho chúng ta với sự hiện diện và hình ảnh của một người mẹ là Đức Trinh Nữ Maria. Đức Trinh Nữ Maria với một sự gắn kết nhiệm màu và không tách rời khỏi người con của mẹ, thì nơi thập giá mẹ đã có sự hiện công, mẹ đã dâng lên người con duy nhất, người con yêu quý, và mọi sự để mà đẹp lòng Thiên Chúa Cha, mẹ đón nhận, mẹ ưng thuận, mẹ chấp nhận tất cả, và mẹ cũng là đấng sẽ nâng đỡ cho mỗi người chúng ta trong những khó khăn, thử thách, nguy hiểm, khốn khó, đau khổ của mỗi người chúng ta. Trong thân phận của con người, chúng ta biết con người bỏng dòn tội lỗi của chúng ta thấu hiểu và biết được sự ích kỷ, sự gian dối, sự ghen tương, lòng đố kỵ, tham lam, lười biếng nơi người chúng ta. Chúng ta biết rằng tội lỗi để lại những tai ương trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta cũng biết rõ đâu là những khó khăn vất vả để mà chiến đấu lại các cơn cám dỗ, cũng như được giữ vững niềm tin trong những lúc gặp khó khăn và thử thách. Chúng ta xin Đức Mẹ Maria luôn 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 cứu giúp, phù trì, nâng đỡ, an ủi chúng ta. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta để chúng ta noi gương mẹ, luôn ngước nhìn về Chúa Giêsu, tụng phục Ngài, noi theo Ngài và sống theo giáo huấn của Ngài, để mà ân sủng cứu độ của Chúa luôn tràn đầy trong tâm hồn của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, và được chia sẻ đến những người xung quanh. Amen. Xin mời một đoàn chúng ta đứng. Cầu cho hội thánh. Anh chị em thân mến, ta hãy cầu nguyện cho hội thánh Chúa. Xin cho hội thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc nghiệp, hầu tôn vinh người là Cha toàn năng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô là đấng yêu thương gầy dựng hội thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ, giữ gìn để hội thánh đang hiện diện khắp nơi
luôn tin kính một niềm mà xưng tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho Đức Thánh Cha. Ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha Francisco, chính Chúa đã chọn người nhiệm hàm giám mục. Xin Chúa cũng ban cho người luôn an tâm để lãnh đạo toàn thể dân thánh. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tùy chọn Đức Thánh Cha Francisco và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân Thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ân cần săn sóc giữ gìn người, để nhờ người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắc son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho hàng giáo sĩ và giáo dân. Ta hãy cầu cho Đức Giám mục, giáo phận chúng ta, cho hàng giám mục, linh mục phó tế, cũng như mọi người phục vụ dân thánh, và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu đắc nguyện cầu. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thánh hóa toàn thể hội thánh. Nay chúng con tha thiết nguyện cầu, xin Chúa thương cho mỗi thành phần hội thánh đi theo ơn đặc sủng Chúa ban để trung thành phục sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho dự tòng. Ta hãy cầu cho anh chị em dự tòng. Xin Chúa thương soi sáng tâm hồn họ để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin người mở được từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy, để họ được thứ tha tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa làm cho hội thánh không ngừng sinh thêm nhiều con cái. Xin cho các anh chị em dự tòng được thêm lòng tin kính và hiểu biết Chúa hơn, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy và gia nhập đoàn nghĩa cử của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho mọi tín hữu được hiệp nhất. Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Kitô và đang cố gắng sống theo sự thật. Xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong hội thánh duy nhất của người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa muốn làm cho những ai ly tán được trở về đoàn tụ và những kẻ xuất vầy được luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Kitô và cho mọi người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn và chia sẻ một đức ái vững bền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho người Do Thái. Ta hãy cầu cho người Do Thái. Cha ông họ là những người đầu tiên đã được nghe lời Chúa phán dạy. Giờ đây xin Chúa làm cho họ ngày càng mến yêu dân thánh Chúa và trung thành với giao ước của người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho tổ phụ Abraham và con cháu của người. Xin Chúa thương nghe lời hội thánh cầu nguyện cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ viên mãn của Đức Kitô tới hàng sống và hiện diện muôn đời. Amen. Cầu cho người ngoài Kitô hữu. Ta
ta hãy cầu cho những người ngoài kia Công giáo. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, dẫn đưa họ vào đường cứu độ. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hàng Hữu, xin cho những người tuy không tin vào Đức Kitô nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lành, được học ân tìm thấy chân lý. Xin cũng ban cho chính chúng con ngày càng biết tương thân tương ái và thiết tha sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian chúng con có thể minh chứng rằng Chúa chính là tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho người vô thần. Ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng. Xin cho họ một ngày kia được gặp thấy người. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hàng Hữu, Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con người chỉ được bình an khi đã gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian, dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh, vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa. Và khi thấy các tín hữu sống đời phát ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa đích thực và là Cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương soi trí mở lòng để họ biết hành động theo thánh ý, mà tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hàng Hữu, Chúa làm chủ lòng người và bảo vệ quyền lợi của nhân dân các nước. Xin ghé mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh vượng và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu cho những người đau khổ. Anh chị em thân mến, ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, giữ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ mọi bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, đẻ tan xiềng xích, giữ gìn lực khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân và ban ơn cứu độ cho người đang khốn khổ. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hàng Hữu, Chúa hằng an ủi kẻ ưu phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau nài van Chúa, và ban cho những người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu cho thế giới trong cơn đại dịch. Trong thời khắc thế giới đang đối diện với cơn đại dịch Corona, với biết bao sinh mạng bị mất, rất nhiều gia đình bị mất mát và hàng triệu người sống trong sợ hãi và lo âu, chúng ta hướng lòng lên Chúa và cầu xin ơn Chúa ban cho thế giới mau chóng vượt qua cơn đại dịch, được ơn chữa lành, cùng ban nhiều ơn cần thiết soi sáng, nâng đỡ và ủi an cho mọi người. Lạy Thiên Chúa là Cha đứng tạo dựng thế giới toàn năng và nhân hậu, vì yêu thương chúng con, Cha đã sai con Cha đến thế giới như một vị lương y cho linh hồn và thể xác. Xin đoá nhìn con cái Cha đang sống trong thời khắc khó khăn và hoang mang trên thế giới, tất cả đang hướng về Cha để tìm sức mạnh,
sự cứu rỗi và niềm vui an. Xin Cha giải thoát chúng con khỏi bệnh tật và sợ hãi. Xin Cha an ủi các gia đình đang có người thân bị bệnh. Xin Cha ban sự khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo, sức mạnh và phần thưởng cho các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế và các tình nguyện viên. Ban sự sống đời đời cho những ai đã qua đời. Xin đừng bỏ rơi chúng con trong giây phút thử thách, nhưng giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cùng đoàn chúng ta hướng về nghi án. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến mà thờ lạy. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến mà thờ lạy. Đây là cây thánh giá, nơi treo đấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến mà thờ lạy. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta với tâm tình hống hối, với tâm tình tri ân và tâm tình dốc quyết cho linh Chúa. Xin Chúa thương ban cho chúng ta nhận biết những tội lỗi của chúng ta đã gây nên cái chết đau khổ nhục nhằn của con Chúa. Chúng ta tạ ơn tình yêu bao la của Thiên Chúa Chúa Kitô dành cho chúng ta. Và xin Chúa thương ban cho chúng ta đáp trả lại tình yêu của Ngài với dốc quyết tránh xa đường tội lỗi và thăng tiến trong đời sống phục sự Chúa, yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Anh kim
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể đức người dạy, chúng ta giáp nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chứa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, Ngài đã xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chúa Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa cứ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ hẳn hoan. Đoàn lý sách số 26. Giờ đây chúng tôi kêu gọi cộng đoàn chúng ta đọc kinh rước lễ thiêng liêng cho những ai tham dự thánh lễ trực tuyến. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thờ Chúa ngự trong bi tích bình thanh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho tròn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Đôi cao vâng thiết tha tin vọng lời tình yêu Giêsu cùng ngã treo thân thầm ra giang cánh tay ôm tôi loài người thân tàn vơi còn chưa
chúng ta vâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, Chúa đã tương đối với chúng con. Xin tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà làm cho chúng con tích cực thông phần vào mầu nhiệm cao cả này, để suốt đời chúng con hăng say phục sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính thưa cộng đoàn, tôi có sự trợ giúp của những người và các anh trong ban kỹ thuật để nhờ vậy có thể tiếp trực tuyến những thánh lễ và trình phục vụ của ngày hôm nay qua Facebook hay là trên YouTube. Xin một đoàn chúng ta có thể theo dõi để chúng ta cho dù không đến nhà thờ nhưng mà với lòng khao khát sâu sắc chúng ta cũng có được ở nhà những giây phút với lòng sự trang nghiêm với sự sâu sắc, chúng ta cũng hướng về Chúa bằng lòng yêu mến, bằng tâm tình cầu nguyện và xin Chúa thấu suốt lòng khao khát yêu mến sự trang nghiêm sâu sắc của mỗi người, tâm hồn của mỗi người, gia đình của mỗi người và tiếp tục ban ơn chúc lành cho chúng ta và cho giáo xứ như là cho thế giới. Và xin được nhắc là chúng tôi có một số nhóm người cùng tham dự với chúng tôi và đọc kinh lúc 3 giờ chiều hàng ngày để chúng tôi làm Chúa thương xót, sau đó gửi kinh mừng tôi. Quý vị nào cũng tham gia vào chương đọc kinh này, chúng ta vào website trang mạng của giáo xứ có những sự hướng dẫn để giúp cho chúng ta có thể tham dự buổi đọc kinh này. Và nếu không tham dự buổi đọc kinh này, tôi cũng khích lệ chúng và anh chị em trong thời buổi này chúng ta có thêm nhiều giờ và dành nhiều giờ ra thêm trong việc suy niệm lời Chúa, trong việc lắng nghe các bài giảng tĩnh tâm, như là dành giờ trong việc kinh cầu nguyện, cầu nguyện xin tiên cũng là cho chính bản thân chúng ta, gia đình chúng ta, kéo ơn Chúa xuống cho mình, cho mọi người xung quanh, nơi giáo xứ chúng ta và cho thế giới. Xin hết lòng cảm ơn. Giờ đây chúng ta cúi đầu đón nhận phép lành của Chúa. Lạy Chúa, công đoàn dân Chúa đây còn tưởng niệm con một Chúa đã chịu chết vì chúng con và tin tưởng sẽ được phục sinh với người. Xin Chúa thương giám phúc dồi dào mà ban cho họ ơn tha thứ và niềm an ủi. Xin cho họ ngày càng thêm tin kính Chúa và một lòng trong cậy sẽ được ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Xin được nhắc lễ vào phục sinh vào ngày mai sẽ được cử hành lúc 8 giờ rưỡi. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã phát trường, máu Ngài nào hằng lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đã trên vai, đau thương nào phụ kín tâm tư, đường tình đó lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài, thầm xa trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với
Để ta thấy